Trước diễn biến dịch COVID-19 diễn biến phức tạp, nhất là khi số ca bệnh nặng tăng cao, thì hiện ngành y tế Đà Nẵng đang tập trung điều trị cho bệnh nhân, hạn chế thấp nhất số ca tử vong. Với kinh nghiệm điều trị từ đợt dịch tháng 7 năm 2020, hiện nay Bệnh viện Phổi Đà Nẵng được chọn là tuyến cuối điều trị cho bệnh nhân COVID-19 nặng. Bệnh viện hiện có quy mô 100 giường bệnh hồi sức tích cực. Tại đây đang có 39 ca bệnh nặng trong tổng số 86 bệnh nhân đang điều trị. Đối với công tác về điều trị, đặc biệt là những trường hợp bệnh nhân nặng, thì thành phố đã giao cho Bệnh viện Phổi với quy mô là 100 giường hồi sức. Bệnh viện Hòa Vang thì có thể là điều trị được 300 bệnh nhân, tuy nhiên thì có 50 giường hồi sức tích cực. Bệnh viện Dã Chiến phía Tây và cơ sở 2 của Bệnh viện Đà Nẵng thì có quy mô là 10 giường hồi sức. Với biến chủng Delta, số ca mắc COVID-19 không chỉ lây lan nhanh, mà số ca bệnh nặng cũng có chiều hướng cao hơn các đợt bùng phát trước. Chính vì vậy, ngoài việc thiết lập kịp thời Bệnh viện Dã Chiến tại khu ký túc xá phía Tây, thì Đà Nẵng cũng đã có phương án thiết lập trung tâm hồi sức tích cực để điều trị bệnh nhân nặng, hạn chế thấp nhất tử vong. Chuyển cái công năng của Bệnh viện Phục hồi chức năng thành một cái trung tâm hồi sức tích cực để mà chúng ta có thể, vì cái số lượng giường hồi sức tích cực là một trong những cái chìa khóa để quyết định cái sự thành công. Bên cạnh đó thì chúng ta cũng phải, đối với những bệnh nhân nhẹ, không có triệu chứng, thì cũng phải được theo dõi, chăm sóc và điều trị để phát hiện sớm các cái trường hợp mà nguy cơ và chúng ta chuyển và chăm sóc y tế một cách phù hợp. Từ đầu năm đến nay, tại Đà Nẵng đã có 24 trường hợp tử vong do COVID-19. Các cơ sở y tế hiện đang điều trị hơn 1.800 bệnh nhân, trong đó có 49 ca bệnh nặng, 250 trường hợp đã âm tính từ 1 đến 2 lần với SARS-CoV-2.